Đó là cái chức năng quay lại màn hình. Giờ mình quay lại là xuất bản là một cái video luôn nè các bạn. Giả sử giờ mình vào cái chương trình, vào cái kênh YouTube của mình. Giờ mình vào cái kênh YouTube của mình, kiểm tra những cái kênh mình đã đăng ký, kênh nào bị chết kênh thì mình hủy đăng ký đó ha các bạn. Thực hiện cái chức năng đó thôi. Thì mình vào cái kênh đăng ký nè các bạn. Hiện tại là kênh YouTube của mình thì đăng ký rất là nhiều kênh. Rồi. Ở đây mình chọn cái kênh, nếu mà để coi cũng lâu rồi mình không có kiểm tra cái kênh mà mình đăng ký đã chết để hủy bỏ, hủy đăng ký. Thì giờ mình kéo xuống mình xem ha. Cái kênh nào mà đã chết rồi thì mình mở lên mình hủy đăng ký để dọn dẹp cho cái kênh của mình nó sạch thôi. Các cái kênh mình đăng ký cũng hoạt động tốt quá ha. Rồi, kêu nãy kéo cả buổi trời luôn rồi mà vẫn không có thấy cái kênh nào mà bị chết, rất là nhiều. Wow, các cái kênh hoạt động tốt quá. Vẫn không thấy cái kênh nào mà bị ao hết. Tiếp tục kéo tiếp. Đây có cái kênh trống này các bạn. Cái kênh này là nó đã chết rồi. Này mình nhấp vào. Đó, cái kênh này không tồn tại nè các bạn. Mà mình đã đăng ký rồi, mình hủy đi cho nó giảm cái lượt đăng ký của mình xuống. Rồi mình chọn vào đó, thì chọn đã đăng ký vào, mình nhấp lại cái là hủy đăng ký cái kênh này, sẽ mất cái kênh này. Rồi coi như cái kênh đó mình hủy rồi, mình xuống cái kênh Hiền Nguyễn này coi. Ủa, sao cái biểu tượng nè, cái biểu tượng này giống là kênh chết rồi. Tài khoản này đã bị chấm dứt do vi phạm điều khoản dịch vụ của Google. Kênh Hiền Nguyễn này cũng tiêu rồi các bạn, mình cũng hủy đăng ký luôn ha các bạn. Rồi hủy đăng ký của Hiền Nguyễn. Rồi kéo tiếp, dọn dẹp tiếp. Mình dọn dẹp hết luôn rồi, mình hướng xuất cái video ra cho các bạn xem ha. Để cho nó có cái video luôn. Trời, cũng sắp hết rồi các bạn. Mình chạy lướt qua cho nó nhanh hơn các bạn. Rồi, tới đây là rồi. Thằng quay màn hình hiện tại mình đã quay được 4 phút 20 mấy giây rồi nè các bạn. Giờ nếu các bạn muốn dừng lại có thể là mình nhấn tab, nhấn bao là tạm dừng, hoặc là có cái chức năng là nhấn thằng F10, nhấn F10 để cho nó kết thúc. Rồi mình ở đây mình hiện lên mình nhấn tab luôn ha các bạn. Để mình kết thúc cái video, cái quay lại màn hình ở đây.